giữa ông Doãn Văn Nhi Lân và ông Trần Nhật Quang. Ông Doãn Nhi Lân thì bảo vệ quan điểm rằng là sẽ giữ nguyên vấn đề là giữ chữ ngụy bên trong cái cuốn sách sử đó. Còn ông Trần Nhật Quang thì cho rằng là bỏ đi chữ ngụy là đúng, là phiên bản quốc tế là thế này thế khác. Tôi chỉ nói một điều thôi, sách sử là để viết cho con cháu chúng ta xem, và con cháu chúng ta phải xác nhận được trong giai đoạn lịch sử ở đất nước chúng ta có một giai đoạn, một thời kỳ mà ở đó một bộ phận người dân Việt Nam chúng ta mắc phải sai lầm, đó là trở thành lính đánh thuê cho một nhóm người, cho một đế quốc. Đây để tôi tắt cái các nhà sử học khi viết sách thấy ông Trần Nhật Quang có những cái ý tưởng nó hơi điên rồ. Ông ấy cho rằng là cần phải viết hai bộ sử, một bộ là phải viết cho một nhóm người chấp nhận việc bỏ từ ngụy quân ngụy quyền, và một bộ sử viết rằng là phải ghi rằng đó là Sài Gòn, ngụy quyền Sài Gòn. Tôi nói với các bạn á, là sách sử chúng ta viết là cho con cháu chúng ta xem, để giáo dục con cháu chúng ta về truyền thống dân tộc, về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ và sự hào hùng của dân tộc ta. Dân tộc ta cho đến giờ phút này, nói thẳng với các bạn, đánh giá lịch sử là một dân tộc anh hùng. Chúng ta trải qua hàng ngàn năm chiến tranh, và chúng ta trong hàng ngàn năm chiến tranh đó chúng ta có rất nhiều anh hùng, và chúng ta đều đánh thắng tất cả, hầu như tất cả các cuộc xâm lăng xâm lược đất nước ta đều bị đánh bại. Do vậy cho nên là lịch sử của dân tộc ta là một lịch sử anh hùng của một dân tộc anh hùng. Ở đây xin nói về vấn đề ngụy quân ngụy quyền. Thứ nhất, thông qua cuộc tranh luận này nó vẫn chưa hết, có nghĩa là các vị này vẫn còn đang tranh luận nhưng mà tôi không muốn nghe nữa, bởi vì tôi thấy nó bắt đầu có những cái rối rắm bên trong bản chất bản thân của những cái người tranh luận. Chúng ta phải dòm lại xem một cái thể chế, một cái chế độ được lập nên với một cái mục đích là để phục vụ cho một bộ máy chiến tranh. Chúng ta đang nói tới Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa rằng nó được lập ra, nó được ủng hộ, được lập ra để phục vụ cho việc chống cộng, để ngăn cản làn sóng đỏ, và việc duy nhất của nó là chống cộng. Việc tuyên truyền giáo dục của từ cán bộ dài xuống tới người dân của nó là việc chống cộng. Phải tuyên truyền cho người dân biết thế nào là cộng sản tệ hại thế nào, cộng sản rừng rú thế nào, cộng sản nó dã man thế nào. Toàn bộ cái bộ máy tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm đó chỉ với mục đích là chống cộng, và nó đều phục vụ cho cái lợi ích của một nhóm đế quốc. Có nghĩa rằng thế giới chia hai cực, một phe tư bản chủ nghĩa và phe cộng sản, và vì vậy cho nên cái việc mà cái chế độ chính trị được lập ra ở miền Nam Việt Nam được gọi là Việt Nam Cộng Hòa, nó chỉ mang cái giá trị đó là phục vụ để cho một cái nhóm người, cho một cái nhóm đế quốc chống cộng, và đứng đầu ở đây là Mỹ. Chúng ta thấy rất rõ ràng ở chỗ là nó được sự tài trợ. Chúng ta hỏi Mỹ nó làm gì tự nhiên nó đổ tiền vào Việt Nam, Mỹ làm gì, mục đích của nó là gì mà nó đổ tiền vào miền Nam Việt Nam, và nó đổ liên tục, mục đích của nó chỉ duy nhất là chống cộng mà thôi. Như vậy thì cái chế độ đó phục vụ cho một cái mục đích của đế quốc, và ở đây nói thẳng là đế quốc Mỹ. Tất cả những cái đối tượng bên trong của cái chế độ đó lãnh lương để thực hiện cái nhiệm vụ do đế quốc giao cho. Vậy nó có phải là đánh thuê không? Người đứng đầu của nó bảo nó là đánh thuê đấy. Vậy thì bây giờ nó đánh thuê có nghĩa là nó không đứng, nó không chính danh. Nó không chính danh và không chính thống để thực hiện một vai trò vị trí của một chính quyền. Mọi thứ đều cố vấn Mỹ, mọi thứ đều phải tuân thủ theo các quy ước mà Mỹ cho nó mới dám làm.
từ cố vấn Mỹ cho đến toàn quyền cho đến tất cả mọi cái đều là Mỹ cả. Mỹ cắt viện trợ nó chết, Mỹ rút đi 55 ngày nó chết. Như thế chúng ta khẳng định rõ một điều, đây là một cái thể chế chính trị, nó là một thể chế chính trị đó, nhưng nó là một thể chế chính trị phục vụ cho đế quốc. Vì vậy nó đánh thuê, mà đánh thuê có nghĩa là nó không chính danh, và vì vậy cho nên nó không thể gọi là chính quyền. Ở đây lấp liếm ở chỗ là gì? Nó được lập ra để đối trọng, có nghĩa rằng đế quốc muốn nó chính danh để đối trọng với chính quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng ta thấy rõ ràng chính quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một chính quyền đấu tranh vì nhân dân chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng các cuộc chúng ta đấu tranh như thế nào. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì đã đấu tranh để đánh thuê, có tiền thì đánh, không tiền thì chết. Còn chế độ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nhân dân đứng ra nuôi lấy, lập nên và nuôi lấy, tham gia đấu tranh. Quân đội nhân dân, bởi vì quân đội đó từ dân mà ra. Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh nhân dân, bởi vì cuộc chiến này có sự tham gia của nhân dân. Còn mỗi một nhà nấu bữa cơm, nắm lại một nắm gạo để cho hũ gạo dành cho kháng chiến. Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh nhân dân. Cho nên cái thể chế chính trị này nó đại diện cho nhân dân, và đại diện cho nhân dân thì nó là chính quyền. Còn Việt Nam Cộng Hòa thì là đánh thuê, phục vụ mục đích chống cộng. Thiệu nói gì? Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng ta thì không phải 3 năm hay 3 tháng mà 3 ngày chúng ta rời khỏi Dinh Độc Lập. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta là lính đánh thuê. Mà đã là đánh thuê thì làm gì là chính quyền? Bản chất của nó được lộ diện và nó đã chấp nhận thân phận đó. Vậy thì lịch sử phải ghi nhận rõ ràng nó không thể là chính quyền. Nó là ngụy quyền, bởi nó không phục vụ cho nhân dân. Chúng ta viết sử cho con cháu chúng ta đọc, mà bây giờ chúng ta gọi nó là chính quyền thì chúng ta nói rằng chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi xâm lược một chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nếu chúng ta nói nó là chính quyền, có nghĩa là chúng ta đang nói chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi xâm lược chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Và vì vậy con cháu chúng ta đánh giá như thế nào về Đảng Cộng sản Việt Nam? Đánh giá một chính quyền xâm lược à? Hiện tại Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước. Bây giờ đánh giá thay đổi lịch sử đi, biến nó thành chính quyền. Và dĩ nhiên dư luận lại rộ lên rằng ô, chính quyền này đi xâm lược chính quyền kia, và hiện chính quyền hiện tại chính là chính quyền cướp nước. Và nó vận động cho nhân dân miền Nam, những người đang ở miền Nam mà có thù hận những người đã phục vụ cho cái chế độ đánh thuê đó, vực dậy. Lúc nó bị đánh nó yếu, nó không nói. Bây giờ nó đã đầy đủ rồi, qua bao nhiêu năm hòa bình nó đã đủ nội lực rồi, dân chủ nhân quyền có hết rồi, cái mồm dân chủ nhân quyền nó cũng gào thét to quá rồi. Thì bây giờ nó vận động những con người đó đứng dậy đòi thành lập lại cái Việt Nam Cộng Hòa, đánh đủ những kẻ xâm lược nó. Vậy nước ta loạn không? Đánh giá sai vấn đề, đánh giá sai lịch sử, làm cho chúng ta phủ nhận đi công lao của những người đã làm nên cái lịch sử này, nền hòa bình này. Đất nước chúng ta thống nhất có phải là nhờ công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước này? Nhưng bây giờ đánh giá ngược lại, có nghĩa là ta đưa nâng tầm của cái chế độ đánh thuê đó thành chính quyền, sửa sử lại, xét lại vai trò vị trí của nó, là chúng ta ngay lập tức biến cái chế độ hiện tại của những người cộng sản đang lãnh đạo đất nước này thành chế độ đánh gì? Xâm lược miền Nam. Và những kẻ mà đã bại trận ở miền Nam này, tụi nó gom lại vực dậy, kêu gọi quốc tế ủng hộ tụi nó tự trị, ủng hộ tụi nó đứng dậy giành lại cái miền Nam Việt Nam này. Đây là âm mưu đúng không? Chúng ta thấy rất rõ, không cần biết vị trí vai trò, không cần biết vấn đề gì cả, chúng ta biết, chúng ta thấy rõ ràng
một âm mưu làm náo loạn xã hội, làm rối loạn xã hội đang diễn ra. Mà ở đây kẻ nào cổ suý cho nó, một là quá ngu, hai là có âm mưu. Chúng ta chỉ cần biết mỗi một việc là lịch sử này cần phải được lưu truyền. Và nếu con cháu chúng ta không nhận thức được sự nhục nhã của một thể chế, của một nhóm người tham gia vào một cái chế độ đánh thuê trên chính cái quê hương đất nước của mình, thì sẽ không bao giờ rút ra được kinh nghiệm rằng bản thân của con cháu sau này không được phép dẫm đạp lại cái sai lầm đó của ông cha mình. Ngày nay kẻ nào không nhận thức được lịch sử, không biết được là ông cha mình trong cái dân tộc Việt Nam này có một nhóm người là ông cha của mình đã sai lầm đi làm lính đánh thuê cho đế quốc, đánh lại dân tộc của mình, cầm súng bắn lại người dân, dân tộc của mình, đồng bào của mình, không nhận thức được điều đó, thì sau này lịch sử sẽ lại tái diễn điều đó. Bởi vậy phê phán, phê bình cái thể chế chính trị Việt Nam Cộng Hòa là đánh thuê, là người của ngụy quyền, có định hướng đó sẽ giáo dục được cho con cháu chúng ta tốt hơn về lòng yêu nước, và không bao giờ tái phạm, không bao giờ để cái lịch sử mà dân tộc chúng ta có một nhóm người sai lầm đi theo giặc để đánh lại đồng bào mình như thế nữa. Đó là cái việc mà chúng ta cần nghe, cần nói. Chúng ta thấy rất rõ các đối tượng tham gia vào cái việc sửa lịch sử này, mục đích của nó là gì. Hãy dòm rõ Phan Huy Lê là ai. Chúng ta hãy dòm rõ Phan Huy Lê là ai. Chúng ta cứ nói rằng chúng ta thay đổi lịch sử để mà chúng ta hòa hợp hòa giải. Thưa các bạn, hàng ngày ra rã những người ở cái phía bên kia, nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa, cái chế độ đánh thuê đó ở hải ngoại và cả trong nước này, nó đòi lật đổ nhà nước Việt Nam, đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, nó chửi bới mạ lị xúc phạm tất cả những người cộng sản này, nó đòi tiêu diệt, đòi thực hiện lằn ranh quốc cộng, nó đòi tiêu diệt cho được những người cộng sản. Bên kia nó hăm dọa giết những người ủng hộ cộng sản. Tôi đã bao nhiêu lần hàng ngày bị nó dọa nạt, đòi giết vì tôi ủng hộ những người cộng sản. Thế thì theo các bạn, với cái thái độ đó thì ai hòa giải với ta? Chúng ta có cái tâm ý hòa hợp hòa giải, nhưng hòa hợp hòa giải đó với những người chưa hiểu về đất nước Việt Nam, chưa hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và có thái độ muốn hòa hợp hòa giải. Còn những kẻ cực đoan như thế là không bao giờ. Chúng ta càng nhún nhường nó càng lấn tới. Vì vậy cho nên là tôi hy vọng ra các bạn hãy nhìn rõ vấn đề lịch sử. Và tôi xin nói thêm một điều nữa, tất cả những cái kẻ tham gia vào việc cổ suý việc sửa lại lịch sử, trong đó muốn bỏ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền của Việt Nam Cộng Hòa, chúng bắn lại đồng bào mình, là những kẻ đang ở trong cái tâm thế của những kẻ bại binh bại tướng bại trận sau năm 75. Đó là những kẻ từng là người của Việt Nam Cộng Hòa, đó là phép các anh không còn là ngụy quân ngụy quyền nữa, bỏ đi cụm từ đó, là nhân dân Việt Nam. Người dân Việt Nam chúng tôi thấy các anh hối hận, thấy các anh đã bỏ đi được cái sai lầm của mình, biết quay trở về tổ quốc, cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước này. Chúng tôi thấy các anh có cái sự hướng thiện đó, chúng tôi động lòng và chúng tôi tha thứ cho các anh. Chúng tôi bỏ đi cụm từ đó, không gọi các anh là ngụy quân ngụy quyền nữa để an ủi các anh, chứ không phải là do các anh có quyền tự nói mình trong sạch. Giờ này mà các anh còn chưa nhận ra sai lầm của mình, các anh vẫn còn nói rằng các anh là người của Việt Nam Cộng Hòa, các anh vẫn nói Việt Nam Cộng Hòa, các anh còn sống, các anh rồi vực dậy nó, các anh dùng thân phận của cờ vàng ba sọc của anh đi vận động chỗ này, vận động chỗ kia, treo chỗ này, treo chỗ nọ để kích thích, kích động người dân ở trong nước này, thì liệu làm sao chúng tôi hòa hợp hòa giải với các anh được? Lịch sử là viết cho con cháu chúng ta
và viết vì dân tộc chúng ta. Chúng ta không viết cho bất kỳ cái quốc gia nào trên thế giới này. Ngày mai con cháu ta nó viết cái gì đó nó viết. Ngày hôm nay tôi khẳng định với các bạn, nhân dân Việt Nam còn ở đây. Lịch sử viết cho nhân dân Việt Nam. Lịch sử này chúng ta viết cho chúng ta. Chúng ta không viết để lấy lòng quốc tế, không viết lấy lòng quốc gia nào cả. Việt Nam chúng ta đều do quốc tế nó ban cho cả. Hàng triệu người chết ở Việt Nam đều do Mỹ, Nhật, Pháp, Anh, các nước đồng minh của tụi nó đem quân qua đây giết người, hãm hiếp, bỏ bom, chết hàng triệu người Việt Nam chúng ta. Chúng ta 2 triệu người chết đói trong khi nó dùng lúa để nó đốt lò. Chúng ta có căm thù Nhật không? Có chứ. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ một vấn đề của mình là chúng ta viết lịch sử cho chúng ta. Chúng ta gọi phát xít Nhật là chúng ta gọi vào thời điểm đó, gọi cho đúng. Chúng ta gọi đế quốc, chúng ta gọi là đế quốc Mỹ, chúng ta là gọi là thực dân Pháp, gọi cho đúng. Thì chúng ta đã gọi đúng đế quốc Mỹ, thực dân Pháp, phát xít Nhật rồi. Thì còn lại cái ngụy quân ngụy quyền chúng ta ban cho ai đây? Cho những kẻ đánh thuê cho cái đám đó. Có thuê không? Hãy giờ kỹ lại coi Việt Nam Cộng Hòa làm ăn cái gì? 20 năm của Việt Nam Cộng Hòa làm ăn gì? Kinh tế của 20 năm đó bao gồm cái gì? Không có viện trợ của Mỹ, chết đói rồi. Nhiều bạn lên trên đây nói với tôi là hồi đó làm giáo viên là đi dạy nuôi cả gia đình, đi lính nuôi cả gia đình. Thế cái tiền mà các bạn lãnh lương đó, các anh lãnh lương đó, các anh lãnh từ đâu? Kinh tế quốc gia Việt Nam Cộng Hòa các anh là cái gì? Và hãy hỏi người lính Bắc Việt xem họ có lãnh lương không? Họ không được lãnh lương. Họ không có cơm. Mà người dân còn phải nhường cơm cho họ ăn nữa kìa. Bởi vì họ đấu tranh vì nhân dân. Còn các anh đi cướp của nhân dân. Các anh hành quân tới đâu là các anh đốt nhà tới đó. Các anh hành quân tới đâu là các anh bắt gà trộm chó tới đó. Các anh ở đâu là con gái người ta bị hãm hiếp tới đó. Các anh ở đâu là tội ác nằm ở chỗ đó. Thế mà các anh bảo là các anh quay về, các anh gặp cố vấn Mỹ thì khúm ra khúm đúng. Xuống gặp dân thì thôi là mày tao, gặp ông già 70-80 tuổi cũng mày mày tao tao. Vô phép. Người lính Bắc Việt thì sao? Đâu có cơm ăn. Người dân nhường cơm cho họ ăn, họ còn không dám ăn. Lính bộ đội của họ không lấy cây kim của dân. Nhưng lính Việt Nam Cộng Hòa các anh đó, vừa được lãnh lương của Mỹ mà còn đi bắt gà trộm chó của dân. Nhân dân này phải đánh giá như thế nào về các anh đây? Các anh lãnh lương của ai? Rõ ràng các anh lãnh lương của Mỹ. Các anh có dám bảo đó là lương ngân khố quốc gia không? Quốc gia anh làm gì có ngân khố? Mỹ vừa cắt viện trợ các anh chết ngay, đúng không? Nếu Mỹ còn viện trợ thì ta còn chống cộng, Mỹ không viện trợ thì ta thôi, vì ta là lính đánh thuê. Vậy thì chúng tôi đánh giá các anh là ngụy quân ngụy quyền đúng hay sai? Người là ngụy quân ngụy quyền. Các anh đã nguôi ngoai, chúng tôi cũng không nói nữa. Nhưng hôm nay các anh lại cứ giật dậy nó. Các anh đòi sống đòi chết với nó. Các anh cùng nhau đi nốt cuộc đời. Các anh vô dòng trước cứu thế nhận từ đồng xu của tụi nó. Các anh muốn nhục nhã thêm lần nữa với cái thân phận của các anh. Thương phế binh. Phế binh là đồ bỏ đi.
Những người cộng sản bên đây gọi những người mà bị thương tật qua chiến tranh là gì? Đó là những người thương binh tàn nhưng không phế. Còn các anh gọi nhau là thương phế binh, mà phế binh là thằng binh bỏ đi, phế bỏ. Các anh hạ nhục lẫn nhau mà các anh vẫn nhận tiền của nhau. Bên đây bao nhiêu người cụt tay cụt giò đuôi ngắt nhiều lắm, nhưng người ta đều có giá trị của xã hội này. Chưa bao giờ người ta có một cái lời than thân trách phận nào mà người ta cố gắng đóng góp cho xã hội này. Các anh xứng đáng được hưởng cái ân huệ của xã hội sao? Các anh lãnh lương Mỹ cầm súng bắn vào người dân, bắn vào đồng bào của mình, cướp bóc của đồng bào của mình, còn người ta đi cứu đồng bào của mình. Thử hỏi tôi đánh giá các anh thế nào đây?